tức giận ba à. Bên đây bên chịu không? Nhưng mà tức chết. Xem cái đây ghế gì. Đi mình ghi vô em ạ. Dạ đau trời 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 trời. Hai khùng. Đau chết. Đi thẳng vô rồi. Xấu kìa. Xấu kìa. Nó là cái gì? Thái độ yêu quá. Chạy con á. Thôi nha, quay Dũng có leo cây chứ. Thôi mẹ biết leo để đi. Có chân rụng rụng hết trơn á. Hả? Rụng rụng á. Có vẻ chứ cái rẻ nhẹ nhẹ á để thôi rụng mấy cái mấy cái bự. Á giật. Bóp. Ừ. Một trái rụng hai ba trái cái thằng này. Thôi bạn trái rụng trái hả? Ủa. Quá. Bạn trái rụng trái cho rồi. Này phải bị sâu không? Sâu đó. Dũng mẹ phải trái này rụng à. Ba đi bệnh được bao lâu? Dạ. Qua qua. Giờ con 16 17 tuổi hết cô. Đi thôi còn ốm còn trẻ rồi về ra anh ông nội ra gấp đôi. Hồi em đi em ấm nhôm cho xíu à. Mà đi về nó bự lên gấp đôi rồi. Tại vì một chùm đó nó lại có trái sen cái nhỏ. Không liên quan gì. Đang đi về đó một chùm. Một chùm dây. Bẻ cẩn thận đó con bẻ nhẹ nhàng con bẻ cái này rụng cái kia nó uổng. Giờ mình nữa ba đi Cần Thơ, ba đi vô cái ba đi Cần Thơ ba lại bến Triệu á. Ba mướn tàu đi ra ngoài cái đảo trái cây á. Mướn nguyên chiếc đào mà ngồi được hai mấy người, cô ba đi mấy người cũng được nữa. 200 ngàn. Vô cô ba đi vé giường với cây vú sữa hơn 40 ngàn không? Cô ba chống mặn đúng không? Nó lừ hết. Mình thấy gớt. Với apple á, với trái cherry á, giường trái cherry với giường. Với có giường vú sữa, cho cô ba chống vú sữa ngọt sớt luôn. Về bên đó bây giờ là nó không có mấy cái giường đó. Ủa? 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 Ủa vú sữa dây là nó mọc thành dây hả? Không, nó cũng thành cây nữa nhưng mà loại vú sữa nó mới có trái. Còn mà loại vú sữa tao cưa bỏ chân á. Vú sữa này có tàn không, không có trái. Thì. Ủa gì vậy, không gà nó trái nhưng tao trồng chi? Trồng thôi, ở đây là cưa đó, cây nó bự luôn á. Ủa tại vì vú sữa này trồng để che mát hả? Trái thưa lắm. Cây có già trái. Cũng leo quẻ phải không? Là không dám leo đâu. Để thử cô à. Chờ thấy chưa leo tút rút. Dạ, trời. Cô ba leo hoài gì. Quẻ bên này là leo bên này. Thấy coi lại mới có trái mấy cái gì. Đúng không? Con đụng cây nó gãy rồi. Đây con mượn đem đi nha. Quá trời luôn trời gió. Ít thôi bụng. Đây bước bên coi. Nè mà hồi qua qua. Đây đây cô ba leo cây đây. Cô ba leo cây nghe. Cô đang leo thang từ từ thôi qua. Thấy xuống lại mong lắm. Ta dễ chụp người ta chụp ở trên bên này. Ta chụp bên đây không chụp đi chụp ở sau lưng người thấy vậy. Đứng đây nè. Cưng con đừng có xuống nha tại vì nó cân bằng của anh mập lắm. Con mà xuống nó bằng cái sao đâu vịn nữa không sao đâu không té đâu. Xuống cho con ba hay xuống lượt nha. Tại vì con mập xuống cái lộn mèo là chắc chắn luôn á. Ba đâu? Con ba mập quá. Nghĩ cái đó kìa. Tới không? Hàng tới. Đây nè, sao? Vô quá. Trên này bự không? Bự đó. À, kế bên luôn. Rồi thôi đủ rồi đừng có mà. Xuống đi chế ơi. Xuống Dũng ơi xuống Dũng. Xuống từ từ thôi nghe. Hai người phía cùng lúc á. Không dịnh thôi. Nó lộn mèo. Có đó rồi không có rồi. Hai người này tao dịnh không té đâu. Kìa qua xuống kìa, anh Dũng mới xuống rồi. Sao? Tao dịnh rồi có sao? Cô qua đu cây thử cô qua. Bỏ nó vô vườn trái cherry á mà những cái cây nó nhỏ nhỏ không à, đứng dưới bẻ. Ừ, cherry thì nhỏ nhỏ. Cái cherry, trái cherry á. Cô qua đu thử cây đó cô qua. Cái trái mầm. Dạ rồi. Cherry nó bán kiếm mấy trăm ngàn. Ú, nó cũng nhiều. Cái nó đỏ đỏ vậy nè, nó giống như gió hỏi á. Trong do mà nó đặng bệnh đặng bẻ. Cái đăng ký tới mấy trăm ngàn cái trái đó. Được rồi cô ơi. Đăng ký tới 400 mấy 500. Dùng biết ăn. Nó ngọt sớt à, nó ngọt. Đó nó có 3 chiếc bông. Mua được có 2 bọc bà. Bọc 450 gram á. Mua được 2 bọc. Tại bà nó ăn phao. Mà hồi ăn phao chị. Cái gì? Tại vì bà nó không cần ký
của mình mới căng một phao 450 gram. Này hiểu. Bữa nay mẹ Dũng về hết hồn, Dũng dám leo lên thang. Tại nãy thấy cái chùm mới thang mà leo lên. Về mở máy ra cái dịu hết hồn thấy Dũng leo thang. Em cũng nhát lắm, hồi nãy thấy cái chùm nó chín heo. Nhảy lên hả? Tao nhảy lên đúng không? Tay tay ngồi. Tham bẻ chứ về nhiều khi biết. Muốn nhường ghế cho dạ. Qua leo bẻ. Qua leo không? Không tại phá. Cô ba, cô ba, đủ cây đã rồi cô ba. Dạ, khỏi bẻ nó chứ, nó cũng quá ủng à. Để đi, bỏ đi. Cái này ủng chứ kia. Không dặn hàng nữa. Đây dữ lắm, trời ơi, quẳng cây luôn. Có cái trái sao nó rụng, cái sao cái này nó rụng, cái nó giặt liền như ta. Rớt xuống, rớt xuống rồi. Cái bể này ra bán. Bán mà bán quá, bán được rồi chú, cô ơi, xuống đi cô. Đủ rồi cô ơi, để đủ rồi chứ, quên cũng kêu. Hầu như ham bẻ chứ về nhiều khi biết. Bằng hay không? Mấy bữa ở nhà chị hai chị mua để vô nhà đó. Cái nằm cái nấu, cái mập mập cũng mất căng. Hù, té rồi đó. Sợ rồi kìa, sợ rồi, anh Dũng sợ rồi. Ừ, không bao giờ té. Đừng có bước ngay giữa, tay giữa yếu quá, tao tính làm lại, tao chưa gặp. Không có đi vô vườn ham bẻ. Cự duyên cái này. Cự duyên cái. Căng mặt với hai bên đó chứ. Tính làm mà chưa làm. Rồi, wow. Bẻ nhóc hết trơn mà thấy cũng còn nhóc á. Nhiều lắm. Ồ, một lần đỡ có bẻ biết nhiều. Cái mặn nó quá trời nhiều và nổi nó rụng à. Cái này nó gọi là bự, cái này bự. Trời ăn phí phạm, ăn ăn cắn cái dục cái. Ai? Ai trời con mới ăn cái dục kìa. Cắn chưa cái đít lại cũng mới dục cái đít cho mà.